Sing that shit. Hello anh em, đã quay trở lại với Corel Tech. Thì đợt này anh em thấy là mình đã làm rất nhiều laptop cho anh em đúng không? Đợt trước thì mình mượn được khá là nhiều laptop của Asus, thế nên là mình làm cho anh em kiểu bội thực laptop Asus luôn đó anh em. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có tiếp ở đây, đấy chính là laptop của Lenovo nha anh em. Thì đây sẽ là em Lenovo IdeaPad 5 Pro, một trong những dòng laptop mà có thể nói là vào khoảng 2 năm trở lại đây thì nó gọi là làm mưa làm gió trên thị trường luôn anh em. Nó làm mưa làm gió, thứ nhất là nó có cấu hình cao, thứ hai là nó có màn hình rất là đẹp, và thứ ba để cho mức giá của nó thì nó không rẻ nhưng mà nó lại rất là hợp lý. Ok, thì đây sẽ là em Lenovo IdeaPad 5 Pro. Option mình có ở đây đấy chính là cả hai option luôn anh em. Em bên này á, thì nó đang chạy đấy chính là AMD Ryzen 5 6600HS. Còn bên này sẽ là phiên bản CPU khỏe hơn, đấy chính là AMD Ryzen 7 6800HS. Thì ok, trong video này mình cũng sẽ chỉ ra luôn cho anh em đâu sẽ là phiên bản mà anh em nên chọn hơn nhá. Với phiên bản chạy Ryzen 5 6600HS á, thì nó sẽ có mức giá loay quay đâu đó vào khoảng 27 triệu. Còn với em chạy Ryzen 7 6800HS thì nó sẽ có mức giá loay quay đâu đó vào khoảng là 29 triệu. Nó chênh nhau vào khoảng là 2 triệu thì thực sự phiên bản nào nó sẽ là phiên bản đáng để chọn hơn thì anh em chờ mình tí nhá. Cả hai em Lenovo IdeaPad 5 Pro này thì đều được mình mượn từ Minh An Computer. Thế nên là nếu mà anh em nào muốn tham khảo về mức giá hay là mua hàng ấy, thì anh em hãy tham khảo ở website của Minh An Computer nhá. Nếu mà anh em mua laptop tại Minh An Computer ấy, thì anh em sẽ được hưởng khá là nhiều ưu đãi. Anh em sẽ được 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày này, anh em sẽ được giao hàng trong vòng 3 tiếng này, anh em sẽ được bảo hành tận nhà này, và rất rất nhiều dịch vụ khác nữa thì anh em hãy tham khảo ở Minh An Computer nhá. Ok, quay trở lại với cả hai em Lenovo IdeaPad 5 Pro, nó đang nằm ở trên bàn của mình đây. Thì anh em sẽ thấy đối với dòng IdeaPad 5 Pro ấy, thì nó luôn luôn có một cái thiết kế theo kiểu nó rất là basic anh em. Đấy, kiểu anh em nhìn mặt trên này, nó gần như là không có một cái gì cả. Anh em chỉ có một cái logo của Lenovo ở đây thôi. Hay là mặt sau thì nó cũng sẽ là chả có gì. Rồi mặt cạnh thì anh em cũng sẽ chỉ có để chỉ là cổng kết nối các thứ mà thôi. Về cổng kết nối nó cũng khá là đầy đủ nhá. Ở bên trái anh em sẽ có ở đây là cổng USB-A này. Ở đâu? Cái này là cổng sạc. Nó cứ hình chữ nhật. Cái cổng sạc của Lenovo nó cứ hình chữ nhật. Mình toàn nhìn nhầm nó là cổng USB-A thôi. Ok, thì đây sẽ là cổng sạc của Lenovo nha anh em. Bên này chúng ta sẽ có cổng HDMI này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cổng USB-C này. Có một điều khá là đáng tiếc ở đây, đấy chính là nếu mà cái USB-C này nó là Thunderbolt thì mọi thứ nó tuyệt vời hơn rất nhiều anh em ạ. Nhưng mà cơ bản nó đang chạy CPU của AMD thì đào đâu ra Thunderbolt đúng không? Thì cổng C ở đây á, thì nó sẽ là cổng USB 3.2 nha anh em. Còn về jack 3.5 ở đây thì nó sẽ là jack combo cả mic và tai nghe luôn. Bên trái ở bên phải anh em sẽ có đầy đủ hơn. Ở bên này chúng ta sẽ có hai cổng USB A này, nó đều là cổng USB 3.2 luôn nhá. Còn bên này chúng ta sẽ có một cái khe thẻ SD full size. Đấy. Đối với dòng Lenovo IdeaPad 5 Pro á, thì nó sẽ hướng khá là nhiều đến với cả anh em làm việc và cũng như là creator anh em. Thành ra cổng kết nối như này đó là rất là đầy đủ đúng không? Có một điểm hay nữa ở trên cái logo mà Lenovo này á, mình thấy có một cái rất là hay, đấy chính là khi mà anh em đặt xuống, anh em thấy cái logo Lenovo ở đây đúng không? Và khi anh em lật màn hình lên thì anh em vẫn sẽ có một cái logo Lenovo nằm ngay đúng cái vị trí đấy, ở ngay cái phần kê tay luôn anh em. Kiểu đấy, thiết kế kiểu có ý đồ vãi, kiểu XX vãi. Khi mà anh em lật màn hình lên á, thì bởi vì nó là một cái màn hình 16 inch mà anh em, thành ra là anh em vẫn sẽ có ở đây, đấy chính là một hàng phím full size. Anh em sẽ có đầy đủ layout, anh em vẫn có phần numpad, phần phím kiểu điều hướng, nó vẫn được tách rời ra. Ok, nhưng mà có một điều mình kiểu chưa được ưng lắm, đấy chính là cái cảm giác gõ nó đủ nông, đúng không? Nó đủ nặng đối với mình. Nhưng mà cái độ sâu của hành trình phím á, chắc là cái này có thể là do đấy chính là mình gõ Lenovo ThinkPad nó quá nhiều rồi anh em. Cái Lenovo ThinkPad nó là cái gì đấy mà nó là một cái tiêu chuẩn về mặt bàn phím. Cái độ sâu của phím rất sâu, cái độ nặng của bàn phím nó là vừa đủ và gõ nó rất là phê. Thì em này nó chỉ thiếu một chút, đấy chính là cái hành trình phím nó dài hơn một tí nữa thì mình thấy là nó sẽ rất là tuyệt vời đấy. Ok, về mặt bố trí không gian ở cái phần không gian làm việc của anh em thì mình thấy là nó khá là tinh gọn và nó đẹp. Kiểu nó càng gọn thì nó sẽ là càng đẹp ấy anh em. Phần touchpad này thì nó đủ lớn, nó không phải là một cái touchpad quá lớn, nhưng mà đối với mình ở đây đấy chính là đủ lớn. Độ mượt ok, tốt hơn khá là nhiều so với cả mấy cái laptop gaming của kiểu Lenovo IdeaPad Gaming 3 thì cái touchpad này nó mượt hơn rất là nhiều. Sử dụng kiểu điều hướng nhiều ngón các thứ nó rất là ok, rất là mượt. Phần kê tay này thì nó là nhôm, và nhôm này là nhôm kiểu anodized ấy anh em, thành ra là nó kiểu nhôm anode đấy anh em. Đấy, nhầm anodized nó lại khác. Nhôm này nó là nhôm anode, thành ra là anh em khi mà di tay hay là anh em có ra mối tay á thì nó sẽ không bám lên đây. Đấy, nó sẽ rất là sạch.
Nó là một cái laptop hướng đến kiểu creator và dân làm việc ấy, thì đây cũng sẽ là một điểm cộng mà anh em nên ghi nhớ nhá. Phần viền màn hình thì nó hai bên thì rất mỏng, hai bên rất mỏng, viền trên thì nó không quá mỏng, nhưng mà cái phần viền trên này nó sẽ có một cái điểm cộng, đấy chính là anh em sẽ có một cái cụm camera IR, nó sẽ có thể nhận diện được gương mặt của anh em, và cũng như đấy chính là nó có một cái tính năng khá là hay, đấy chính là như kiểu mình đang ngồi ở đây này thì nó sẽ bật màn hình, nhưng mình đi ra một cái là nó tắt màn hình luôn. Đấy, nó làm mờ cái màn hình luôn. Một tính năng rất là hay mà chỉ có những con laptop nào mà có camera IR nó mới có thôi nha anh em. Màn hình á thì nó sẽ là một điểm nhấn để dành cho em Lenovo IdeaPad 5 Pro này anh em ạ. Anh em biết sao? Đấy chính là ở đây chúng ta đang có một cái màn hình 2.5K. Một cái màn hình 2.5K tỷ lệ 16:10. Ok, anh em nghe đây là anh em bắt đầu cảm thấy nó bình thường đúng không? Ở trên thị trường cũng đang có khá là nhiều mẫu laptop cũng xài màn hình 2.5K, cũng xài tỷ lệ 16:10. Nhưng mà nó là 2.5K 16:10 IPS 10 bit 120Hz. Nó còn xịn sò hơn cả những chiếc màn hình gaming kiểu phân khúc cao cấp rất nhiều anh em. 2K 16:10 IPS 120Hz 10 bit màu. Nó kiểu nó vừa chơi game tốt mà nó vừa làm việc đã anh em, làm bất kỳ một cái gì nó cũng sẽ làm được hết. Nếu mà xét về mặt thông số thực tế thì ở đây chúng ta đang có một cái độ phủ rất là lớn, tận hơn 90% giải màu sRGB, gần 80% giải màu Adobe RGB, 350 nit độ sáng. Đấy, thế nên là anh em có xài ngoài trời nó cũng rất là thoải mái. Anh em làm việc đồ họa màu sắc cực kỳ chính xác, hay là anh em có dựng hình 3D các thứ nó cũng sẽ siêu mượt. Đấy, anh em xoay view các thứ nó mượt vãi chưởng luôn á. Nói chung về mặt màn hình á, đây sẽ một điểm cộng cực kỳ lớn để dành cho em Lenovo IdeaPad 5 Pro. Đối với cá nhân mình á, cái màn hình này nó phải chiếm đến tận 70% cảm xúc khi mà mình chọn mua em Lenovo IdeaPad 5 Pro luôn á anh em, bởi vì cái màn hình của nó quá đỉnh luôn. Nó vừa đẹp, nó vừa mượt mà nó có thể làm được tất cả mọi thứ. Mình không ngờ là ở phân khúc giá vào khoảng là dưới 30 triệu mà anh em sẽ có được một con laptop mà kiểu có màn hình đẹp như thế này anh em. Nhiều con laptop kiểu 5-60 triệu cũng không có màn hình đẹp như thế này đâu. Anh em nhớ cái điểm này nhá. Về mặt cấu hình thì sao? Về mặt cấu hình á, thì với em Lenovo IdeaPad 5 Pro này á, thì như nãy mình có nói với cả anh em, ở đây mình có hai option. Bên này sẽ là chạy em Ryzen 5 6600HS. HS thì anh em hãy nhớ, đấy chính là nó sẽ là một phiên bản tiết kiệm điện hơn so với bản H, nhưng mà nó vẫn sẽ có hiệu năng cao hơn so với bản U nhá. Đấy, anh em nhớ điểm đấy. Còn bên này chúng ta sẽ xài đấy chính là Ryzen 7 6800HS. Một con 6 nhân, một con 8 nhân. Thế hiệu năng nó chênh lệch nhau nhiều không anh em? Còn về những linh kiện khác thì anh em vẫn sẽ có, đấy chính là 16GB này, 16GB DDR5 luôn nhá. Đó. Anh em vẫn sẽ có là SSD 512GB này. Anh em có RTX 3050 này. Không phải tự nhiên đầu video mình nói với cả anh em, đây là một con laptop cực kỳ ngon cho dân làm việc đâu nhá, bởi vì nó vừa có CPU nhiều nhân mà nó lại vừa có các loại rời. Nó có RTX 3050. Về mặt hiệu năng thì sao? Nếu mà anh em so sánh hiệu năng giữa hai con này á, thì mình thấy đấy chính là cái khoảng chênh lệch về mặt mức giá là khoảng là 2 triệu so với sự chênh lệch về mặt hiệu năng của hai con này, thì mình thấy là nó cũng không phải là quá lớn. Ryzen 7 6800HS nó mạnh hơn cũng không quá nhiều so với cả phiên bản 6600HS đâu anh em. Nếu mà anh em chấm điểm render các thứ thì nó cũng sẽ chênh khá khá, nhưng mà nếu ở xét ở trong những cái ứng dụng liên quan đến multimedia, ví dụ như là Photoshop hay là Lightroom hay là Premiere, thì nó sẽ không chênh hơn nó quá là nhiều đâu. Thì mình nghĩ là chọn 6600HS cũng sẽ là một sự lựa chọn tốt để cho một mức giá nó vừa phải hơn. Hay là mình có test thử thực tế luôn, đấy chính là chơi game là sao. Bởi vì chúng ta đang có một cái màn hình 120Hz đúng không, thì chúng ta phải test gaming, rồi chúng ta cũng có một con RTX 3050 đúng không, thì phải test gaming nữa chứ. Đấy, để anh em xem đấy chính là sự khác biệt về gaming giữa hai con này nó như thế nào. Thì phiên bản chạy Ryzen 7 thì đúng là nó có hiệu năng chơi game nó tốt hơn một tí so với cả phiên bản chạy Ryzen 5, nhưng mà mình thấy đấy chính là nó cũng không quá lớn đâu, thành ra là anh em cũng không cần phải quan tâm vấn đề gaming lắm. Nhưng mà có một điểm này mình cũng thấy đấy chính là anh em nên để ý này, đấy chính là mình không hiểu sao thì phiên bản Ryzen 6700HS này á, nó lại mát hơn so với cả phiên bản chạy 6600HS. Ừ, ảo vãi trưởng luôn. Trong khi rõ ràng con này là 8 nhân, con này là hiệu năng cao hơn, nhưng mà con bên này nó lại nóng hơn. Đấy, tốc độ quạt như nhau nhá. Đấy, thì sau đó mình có vào check qua một tí thì mình thấy đấy chính là con Ryzen 7 này mình không hiểu vì sao mà nó đang chạy ở một cái mức VCore rất là thấp. Cái này có thể là do đấy chính là mình đang bốc được một con Ryzen 7 mà kiểu nó hên đấy anh em. Cái mức VCore của nó quá đẹp, thành ra nó rất là mát.
Còn nếu mà anh em mua thực tế, có thể là những phiên bản Ryzen 7 mà anh em mua nó sẽ nóng hơn một chút so với cả phiên bản Ryzen 5 6600HS này đấy nhá. Còn về mặt điện năng tiêu thụ thì chắc chắn rồi, AMD Ryzen 6000 series nó nổi tiếng với chúng ta đấy chính là nó ăn rất ít điện. Đấy, thành ra là nó rất là mát anh em. Anh em cả hai mẫu laptop này, anh em có render, anh em có làm bất kỳ một cái gì á thì nhiệt độ của nó luôn mát. Nó nằm khoảng tầm 8 mấy độ và nó cũng ăn rất ít. Thực ra nó ăn ít điện thì nó mát, nó là chuyện đương nhiên thôi. Với cả thêm cái này nữa mà nó cũng là một lý do để góp phần cho cái laptop này nó rất là mát, bởi vì là phiên bản RTX 3050 đang được xài ở trên Lenovo IdeaPad 5 Pro này á thì nó sẽ là phiên bản chạy 35W điện, thành ra là nó sẽ cực kỳ mát luôn. Đương nhiên là nó ăn ít điện hơn thì hiệu năng chơi game, thì cái hiệu năng gaming cho ra đối với cả anh em á thì nó cũng sẽ không quá cao, nhưng mà nó ăn ít điện hơn thì ở trong những cái ứng dụng làm việc á nó sẽ không quá chênh lệch đâu anh em. Anh em sẽ thấy đây là một điểm cộng chứ không phải điểm trừ đâu. Nếu mà anh em mua về để chơi game thì nó sẽ là điểm trừ, nhưng mà anh em mua về để làm việc thì đây nó sẽ lại là một điểm cộng để dành cho anh em. Nói chung về mặt hiệu năng á thì mình thấy mình có một cái điểm góp ý thêm cho các bạn như thế này, đấy chính là nếu mà các bạn làm những cái ứng dụng liên quan đến 3D á thì những cái phiên bản chạy CPU AMD như này nó rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì nó có hiệu năng render đủ tốt mà nó cũng không kém quá nhiều với cả mấy con Intel đâu. Với cả thêm nữa đấy chính là nó mát. Đấy thì laptop của anh em hoạt động thời gian dài nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà anh em xài những bộ phần mềm multimedia như kiểu là Adobe After Effects hay là Adobe Premiere hay là anh em phải Photoshop và Lightroom ấy, thì những cái phiên bản chạy Intel Core i5 12500H hay là Intel Core i7 12700H sẽ là những cái sự lựa chọn tối ưu hơn cho nhu cầu của anh em. Đấy, góp ý của mình nó sẽ là như thế. Còn về tổng quan em Lenovo IdeaPad 5 Pro này á thì cái màn hình nó sẽ chiếm vào khoảng là 70% cảm xúc của mình khi mà lựa chọn con laptop này, bởi vì cái màn hình của nó quá giá trị trong phân khúc giá. Về mặt thiết kế thì nó là khá là basic, thế nên là nó sẽ phù hợp với rất là nhiều người. Còn những cái điểm còn lại thì mình thấy là nó sẽ nằm ở mặt bình như thế. Màn hình là một cái điểm cộng quá là lớn. Về mặt cấu hình cũng sẽ là một điểm cộng, nó chiếm vào khoảng là 20% cái cảm xúc để lựa chọn của mình, còn 10% nó sẽ là những thứ còn lại. Thì ok, không biết ý kiến anh em như nào thì về con Lenovo IdeaPad 5 Pro này thì anh em hãy comment phía bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Realtek của mình sẽ là. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.